Hôm nay giới thiệu đến các bạn một cái đầu CD cao cấp, SACD cao cấp đến từ Sony. Model của nó là XA333ES. Cái con này thì có cái giá xuất xưởng cực kỳ cao. Và cái thời điểm ra mắt thì nó là trùm cuối của dòng số 3. Thì nó có XA3ES, XA30 và XA333ES. Thì 333ES là cao nhất rồi nha. Màu vàng rất là đẹp. Cái logo Super Audio CD này, tiếng của nó rất là hay luôn. Mặt tiền rất là đẹp. Rất là đẹp nha. Nó đọc đĩa cũng rất là nhanh luôn. Lưu ý là con này nó sẽ có hai chức năng đọc đĩa, là đọc đĩa SACD và đĩa CD. Đĩa SACD là một cái chủng loại đĩa mà dung lượng cao và nó là cái quy chuẩn của nhạc đĩa 32 bit bây giờ. Đĩa SACD chính là đĩa 32 bit và sau này thì người ta phát triển cái chuẩn nhạc high res chất lượng cao 32 bit từ SACD mà ra nha. Này, bấm đĩa vào thì nó loading rất là nhanh. So với những cái đầu SACD của Denon thì con Sony này nó loading nhanh hơn. Đó, nó đọc liền luôn. Mặc dù là đầu Denon chúng ta bỏ đĩa CD vào, đầu Denon SACD chúng ta bỏ đĩa CD vào, nó vẫn phải load một khoảng thời gian để nó xác định có phải đĩa SACD không. Còn cái này thì nó load rất là nhanh. Phía sau thì các bạn lưu ý, analog nó có hai loại ra là 2 channel và 5 channel, 5.1 channel và 5.1 kênh. Vì sao lại có cái này? Thì nhiều bạn sẽ lầm tưởng đó với những cái dòng xem phim, không phải nha. 5.1 channel này là 5.1 audio của cái đĩa SACD. Thực ra thì đĩa SACD là một đĩa âm thanh dạng 5 kênh. Nếu như chúng ta muốn nghe 2 kênh thì chúng ta để chế độ 2 kênh thôi. Còn đĩa CD thì nó vẫn ra 2 channel nha. Thì các bạn cứ gắn 2 channel này để các bạn chơi CD hoặc là SACD 2 kênh thôi. Con này được sản xuất tại Nhật Bản. Cái lưng thì nó có vài vết trầy nhưng mà mình không có sơn, mình để nguyên đi. Rất là đẹp. Bây giờ mình thử một bản nhạc cho các bạn nghe nha. Nó hiện lên anh còn nợ em này, qua bài này. Đó, ví dụ như chúng ta chơi đĩa SACD thì nó có một cái chức năng này, multi sạc 2 CH, có nghĩa là 5 kênh hoặc là 2 kênh. Đó, nhưng mà lên mình bấm cái này thì nó lên nốt SACD, có nghĩa là chúng ta đang chơi CD thì không có bấm cái đó được. Tiếng cực kỳ sạch sẽ luôn. Nhìn kỹ thì đây nó có một vết lông mè nhỏ xíu, zoom lại rất là gần mới thấy. Lưu ý nha, nhưng mà để xa đây không thấy. Mà cái giá là 5.600.000 thôi, chỉ 5.600.000. Tiếng hay ăn đứt mấy cái đầu CD loại cỏ vài triệu, mấy cái loại đầu CD mà Denon hay là đầu gì mà khoảng mười mấy triệu. Cái còn vài triệu thì không là gì với con này, nhưng mà giá con này thì nó chỉ là ngang những cái đầu CD cỏ vài triệu. Lạnh đanh ngàn mây trôi em lời thôi, tâm hồn mình đâu lẽ đôi. Tiếng rất là sạch sẽ. Bây giờ giá thì ngang một cái CD cỏ, nhưng mà chất âm thì lại là một cái đầu CD high end tầm mười mấy triệu. Quá rẻ luôn.
chung là thiết kế đẹp, chất âm hay mà giá lại rẻ thì tại sao mà các bạn không chọn để chơi? Lưu ý con này chỉ chơi CD thuần, CD và HACD chứ nó không có chức năng giải mã độc lập rời ra đâu nha. Mình bỏ thử một cái đĩa khác. Tất cả này là đĩa chép ấy, nhưng mà đọc rất là nhanh. Như đĩa này là của Alan Taylor này. Drag queen preaching Jesus. You were just another sideshow. Rồi giá này thì mình bao cho các bạn chỗ nào rẻ hơn mình tặng luôn cho các bạn cái máy luôn, cực kỳ hợp lý rồi. Bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình. Đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ video mới nhất mình đăng lên. Đồ nội địa 100V nha. Giá này thì mình không có bao ship. Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm.